Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay em giới thiệu với các anh chị em một cái mẫu ghế nhỏ gọn, giá tiền bình dân. Các anh chị có thể tham khảo và mua về cho bố mẹ dùng, rất là hợp lý. Chất lượng thì không phải bàn rồi. Hình thức thì còn rất là đẹp. Hình thức thì còn trên 90% nhé. Da tất cả còn zin nguyên bản 100%, chưa đụng chạm sửa chữa bất kể một vấn đề gì. Đảm bảo với các anh chị là con này là da cực kỳ là bền, không bị bong chóc hay bị nổ. Mặc dù cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam là nóng ẩm và rất là khó chịu như thế này, nhưng mà với cái đặc điểm với những công nghệ mà người Nhật họ sản xuất ra những cái chất liệu da của con ghế này thì mọi người hoàn toàn yên tâm, không lo cái chuyện là trời nóng rồi lạnh các thứ rồi nó lại bị nổ hoặc bong chóc nhá. Em đảm bảo luôn. Con ghế này thì nó là của hãng Fujiryuki. Nó đã được sản xuất cách đây cũng gần 10 năm rồi mọi người nhá. Gần 10 năm rồi. Nhưng mà mọi người có thể thấy đây, da còn nguyên bản zin 100%, zin 100%, và cái đấm bóp của cái con Fuji này thì được rất là nhiều các anh chị mà mua rồi là đánh giá rất là cao, bởi cái hệ cơ độc quyền của hãng Fuji Ryuki mà không hãng nào nhái được nhá. Nó độc quyền. Có thể nói là từ những con bình dân này cho đến những con cao cấp nhất hiện nay thì nó vẫn sử dụng chung một cái hệ cơ này, nó không thay đổi nhiều, gần như là một luôn. Nó chỉ khác nhau là gì ạ? Khác nhau ở cái tính năng bổ sung, những cái hình thức bên ngoài, những cái năm sản xuất và cái lập trình của con ghế nó có khác đi. Còn cơ bản là nó khá là giống nhau nhá, cái hệ cơ nó không thay đổi đâu, thế nó mới lạ. Đây là con ghế của hãng Fujiryuki. Theo như đánh giá thì nó là một con ghế, nói sao này nhỉ, hình thức thì gọn gàng, nó không cồng cành, nó không diêm rúa, nó không bóng bẩy. Nhưng mà với những cái tính năng của cái con ghế này, với những cái cách nó đấm bóp thì mọi người sẽ nhìn nó bằng một cái ánh mắt khác, chứ không phải là đơn thuần nó là một cái con ghế đã sản xuất cách đây gần chục năm rồi nhá. Đây, mọi người thấy này, em đảm bảo với các anh chị là đây là một con ghế mà nó da nó zin nguyên bản 100% nhá, không có bọc lại hoặc là may vá lại một tí nào. Cam kết với anh chị luôn, nó zin của nó 100%. Và cái đây mọi người có thể thấy cái điều khiển nó còn rất là mới, điều khiển rất là mới nhá, thấy chưa, rất đẹp, và tính năng của nó thì tràn ngập, tính năng của nó tràn ngập luôn. Lát nữa em sẽ giới thiệu tiếp về cái điều khiển này. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái con ghế này, sơ qua bộ về cái bên ngoài của con ghế này trước. Đấy, mọi người thấy là dọc cái phần vải đen này, nó là khu vực làm việc của cái hệ con lăn này. Fuji này nó có hai cái con lăn thôi. Đấy, nhưng mà nó thực hiện được những thao tác bóp rồi vê rồi nhào rồi lặn rồi mọi cái ấy. Rất là sướng nhá. Nó kết hợp với cái phần bóp ở đằng lưng này, đây túi khí bóp lưng này hai bên, và bóp eo hai bên, và bóp ở dưới hông, dưới mông, rồi tay chân, tất cả nó kết hợp lại thành những cái bài tập hoàn hảo mà các bác ngồi lên là chỉ có phê thôi. Em đảm bảo với các chị như thế. Nếu mà các bác nào chưa chơi ghế Nhật bao giờ, chưa biết nó như thế nào, thì em khuyên lên mua của hãng Fujiryuki.
Những cái con hãng ghế khác thì nó có sự thay đổi theo theo đời, có nghĩa là cái hệ cơ nó có sự thay đổi, hoặc là đấm bóp nó có sự khác nhau, đông sâu khác nhau. Thì với những con Fuji này thì các cái đời của nó không thay đổi nhiều đâu mọi người ạ. Đấy, ra nguyên bản nhá, đây là cái chữ thêu Cyber Relax vẫn còn nguyên của nó nhá. Đây, cho mọi người xem này, ở phía sau lưng của hãng ghế Fuji bao giờ cũng có chữ Fuji Ryuki in chìm như thế này nhá. Những cái ghế mà trên thị trường hiện nay, ghế mới nó nhái thì nó thường thường nó không có chữ Fuji Ryuki này đâu, nó làm những cái tên khác cơ. Đấy, nó nhái lại. Đây là mã của nó AS720 này. Đây dưới 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 gầm máy của nó, đây là cái hộp cấp điện vào. Cái này là cái dây dây nguồn nhé. Cái dây này là nó chuyển từ dưới gầm ghế nó lên cái phần cơ hoạt động của con ghế này, phần con lăn hoạt động ấy. Đây là bên hông của nó này. Nó còn rất là sáng đẹp nhá. Màu ghi này nhìn qua đã thấy yêu rồi đấy, chưa cần phải ngồi đâu, nhìn qua đã thấy thích rồi. Đây này. Đó. Những cái con này như thế này bọn em nhập về là em chỉ muốn giữ lại em dùng thôi, chứ không muốn bán đâu. Nhưng mà thôi, những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì mà nó giúp ích được cho mọi người nhất thì mình bán đi cho mọi người cùng 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 hưởng thụ, chứ mình không thể giữ hết được. Đấy. Tiếp theo về cái điều khiển này. Điều khiển đây nhá, nó có 1 2 3 này. Mình có thể di chuyển bằng cái vòng tròn này ở trên đây. Hoặc là mình chọn luôn ở đây. Đấy, một này là dành cho người thấp này, hai người trung bình, ba người cao. Cái này là bài nhớ bài tập đấy, nếu mà mình là người trung bình thì chọn bài 2 này. À, xong chọn OK này. À, như thế là bắt đầu ghế nó hoạt động và nó đi dò các huyệt đạo trên cơ thể mình và nó chạy nhá. À, một cái cũng để giới thiệu hết luôn cho mọi người biết. Lúc này tắt bật nguồn này, tạm dừng này. Đây là danh sách các cái bài tự động này. Đây, bài tự động này nó có nhiều lắm nhé, nó khoảng độ 12 bài. Còn đây là danh sách các cái bài lẻ này. Bài lẻ này nó cũng nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cái bài lẻ mọi người ạ. Bài lẻ bài đầu tiên là nó là hình như là nó là gợn sóng này mà. Nó nhiều kiểu lắm. Thì mỗi một bài nó có một cái kiểu khác nhau thì mọi người cùng nghiên cứu nhé. Đây là lặp lại động tác này. Đánh nhịp điệu này, đây là menu này. Đây là cái phần tắt mở các cái vị trí túi khí này. Để menu nhé. Còn đây là di chuyển vị trí con lăn nhé. Mình muốn cho lên cho xuống nhé. Đây là phần chỉnh lực nhé. Đây này, nếu mà trong quá trình sử dụng mọi người mà muốn chỉnh lực thì mình đây nhá, ví dụ mình vào bài cho nó hoạt động này. Nếu mà các bác mà trong quá trình sử dụng mà các bác thấy nó bóp hơi nhẹ thì các bác bấm vào đây cho. Đây. Bấm trái bấm phải nhá. Là chỉnh lực con lăn này. Bấm vào trái này. À, cho nấc 7 nó cao nhất này, nó có 7 nấc. Bấm sang phải nhỏ này. Đấy. À, xong nó OK này.
Còn muốn cái phần bóp khí này nó mạnh hơn thì mình chọn trên dưới. Đây. Nó có năng có 5 nấc nhá. Dưới đây là chỉnh nâng hạ chân nhé. Nâng hạ chân. Hạ chân này. Nâng hạ lưng nhé. Đấy, nâng hạ lưng. Đó. Xong bài mình tắt đi. Xong rồi bấm cái nút này thì ghế nó sẽ dựng về vị trí ban đầu. Đấy, con này nó có cả kéo cơ nhé mọi người nhé. Đấy, đầy đủ hết tất cả các tính năng. Đấy. Nó chất, nó xịn sò lắm mọi người ạ. Nhìn nó đơn giản thế này thôi nhưng mà nó chất, nó bền theo năm tháng. Mọi người cứ dùng 5-7 năm sau nó vẫn cứ thế này thôi, nó rất là bền. Người Nhật thì họ chuyên sâu về chất lượng chứ họ không làm hình thức đâu. Họ làm những sản phẩm gì ra là nó cũng phải rất là ok. Và nó đạt được những tiêu chí về ví dụ ghế là dùng để chăm sóc sức khỏe thì nó phải đạt được những cái tiêu chí về chăm sóc sức khỏe chứ không phải là nó chỉ là bóng bẩy hình thức không, rồi là nó không có những tính năng đó. Rồi các bác cứ tham rẻ mua những con mà nó về nó không sử dụng được đấy mới là lãng phí nhá. Còn những cái con mà chất lượng tốt như thế này thì cho dù các bác có mua cái con đắt tiền thì cũng là rẻ. Vì với những cái con trôi nổi trên thị trường các bác dùng chỉ đôi ba năm là ra nổ bung bét rồi, máy hỏng lung tung beng rồi. Còn với những con Nhật như này thì tuổi thọ của nó thì cứ tầm 20 năm là bình thường các bác nhé. Tuổi thọ nó 20 năm là bình thường. Rất khó để cho nó hỏng. Rồi, các bác nào mà quan tâm và yêu thích cái mẫu Fuji Ryuki AS720 này thì điện cho em Sơn qua số điện thoại là 0964480666 nhé. Đừng quên kết bạn Zalo và bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại.